Tập 17. Chuyện gì? Quân quân, đây chính là người cầm tiền đi. Là bọn chúng bắt cóc con gái của thương gia giàu có. Như vậy là rõ rồi. Bọn chúng bắt cóc tống tiền là để trả nợ nặng lãi. Nhưng mà vẫn thiếu một người. Em trai hắn bắt cóc, hắn cầm tiền. Quân quân ở đây. Vậy thì con trai quán ở đâu? Ở chỗ của bọn cho dây nặng lãi. Nói trước đi. Lần này tính thế nào? Hòa 1-1. Alo, tôi nói cho anh nghe, không được hại nó đâu. Tôi đã chuẩn bị xong tiền rồi, lát nữa tôi sẽ mang đến đó. Tôi muốn nói chuyện với con trai của tôi. Tiểu Bảo à, con đừng có sợ. Ba sẽ đến đón con ngay. Tiểu Bảo, con là đàn ông mà, con phải dũng cảm lên. Tiểu Bảo, đừng sợ. Tiểu Bảo à. Anh đến đúng lúc lắm, lập tức thông báo với lão Lưu tình hình bây giờ. Sau đó chúng ta đi theo Thôi Sơn Hải trước, cứu con trai của Thôi Thiên Hải ra, sau đó cứu cô gái đó. Được. Bao giờ chi viện đến? Sắp đến rồi. Cảnh sát, đừng cử động. Đừng cử động. Cảnh sát, đừng chạy. Cảnh sát đây, đừng chạy. Nói. Được rồi, tôi biết rồi. Cô gái đó ở đâu? Tôi không biết. Đi. Nè, anh đi đâu vậy? Chữ Quang Minh. Nào, đứa bé, đi thôi. Đi. Đừng có tưởng là anh không nói gì thì chúng tôi không biết. Sau năm trước, các anh liên tục gây án ở Tân Điền. Ba chết một mất tích, ngãi giang mất tích, chính là Quân Quân, người vợ bây giờ của anh đúng không? Anh không giết cô ta là vì anh để ý cô ta. Anh ép cô ta phẫu thuật thẩm mỹ, còn bảo cô ta gả cho anh, sinh cho anh một đứa con. Cho dù bây giờ anh không nghĩ cho bản thân của anh, cũng phải suy nghĩ cho vợ con và em ba của anh nữa. Cô gái đó đang ở đâu? Được. Anh đã muốn chết, tôi cho anh tội nguyện. Chữ Quang Minh, anh đi rồi hay sao? Im miệng. Bây giờ tôi có thể kiện anh tấn công cảnh sát. Tôi giết anh cũng không có vấn đề gì đâu. Cô gái đó đang ở đâu? 1 2. Anh dừng tay cho tôi. Im miệng đi. 3. Ở dưới tầng hầm gara. Đưa hắn đi. Ra đi. Bây giờ tôi thật sự không hiểu anh. Rốt cuộc anh là thổ phỉ hay là cảnh sát gì? Tôi biết ngay chuyện này, cô không thể tha thứ cho tôi. Nào, cô hãy nói cho tôi nghe vài câu để phát tiết đi. Phát tiết là sao? Rốt cuộc bây giờ anh làm gì có nghĩ đến hậu quả hay không? Anh em nhà họ Thôi đã giết bao nhiêu người? Không phải là anh không biết. Tôi thấy chuyện này không được gọi là may mắn, phải gọi là chúng ta phối hợp xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Tất nhiên cũng có thành phần may mắn. Chỉ có thể nói là ngải giang quá xinh đẹp, Thôi Thiên Hải không giết cô ta, còn cưới cô ta làm vợ nữa, đây mới gọi là may mắn. Gu của đàn ông các anh làm sao vậy? Thế mà gọi là đẹp hay sao? Ai,
Phụ nữ đấy à? Cô nói xem, ngày nào cũng cười ha ha, như chúng ta có phải tốt hay không? Chúng ta có thể đừng gặp nhau là cãi nhau không? Thực ra, cô nên biết tự hài lòng vì có thể tìm được cộng sự có cả trí tuệ và sức khỏe khá hợp làm cộng sự của tôi. Cô phải biết tự hài lòng. Cô nói xem vụ án kia của chúng ta làm tốt thế nào. Đó thực sự là tinh tế sâu sắc. Được rồi, được rồi. Còn làm quá lên nữa. Tôi cảnh cáo anh, sở dĩ tôi kề vai tác chiến với anh từ đầu đến cuối là vì tôi suy nghĩ đến đại cục thôi. Không có nghĩa là tôi đồng ý với cách làm gì của anh đâu. Kề vai tác chiến. Cô dùng từ này hay lắm. Thực ra vừa nãy tôi đã muốn nói nhưng mà không nghĩ ra. Không thể giao tiếp với anh. Cô nói xem, chúng ta phá hai vụ án lừa đảo giết người nhiều năm như vậy, thì cục trưởng Lục có thể thưởng chút tiền cho chúng ta hay không chứ? Tôi nói cho anh nghe, anh phá án là vì chút tiền thưởng này hay sao? Phá án có thưởng, làm việc tích cực hơn còn gì. Vậy thì anh nhận được số tiền thưởng kia, anh định mời mọi người đi ăn cơm hay là mua quà gì đó cho cộng sự của anh đây? Mua. Phải mua chứ. Được. 10 tệ trở xuống, cô muốn cái gì? Anh đúng là cái đồ bủn xỉn mà. Chẳng trách yêu anh nhiều năm như vậy, anh không tặng cho tôi món quà nào hết. Tại sao lại nhắc đến trước đây rồi? Tôi thật lòng cảm thấy làm đồng nghiệp với anh thoải mái hơn làm người yêu của anh rất nhiều. Tính cách của chúng ta quá giống nhau, như kiểu hai con nhím vậy. Không có chuyện gì là... Làm gì nè? Cô có thể nghĩ như vậy thật là quá tốt. Thế này đi, bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta bỏ qua hiềm khích cũ. Thế nào? Ai có hiềm khích cũ với anh chứ? Tôi là người công tư rõ ràng đó. Được, công tư rõ ràng. Tôi nghe. Đợi một lát, tôi nghe điện thoại một chút. Ừ, đi đi. Alo, cuối cùng chị cũng nghe điện thoại rồi. Tôi gọi điện thoại cho chị khó khăn quá đi. Chị vẫn ổn chứ? Vụ án ở huyện Châu Bình làm thế nào rồi? Giải quyết xong rồi, đang chuẩn bị về đây. Trời ơi, chị sắp về rồi. Chị biết không, Trương Mộ Bằng, ba người bọn tôi với cái người... À đúng rồi, đội trưởng Lâm. Có phải là chị biết Trương Mộ Bằng sắp đến tổ của chúng ta từ lâu rồi hay không? Chị không tiết lộ với tôi trước chuyện này. Chị không tưởng nghĩa gì hết. Chị nói Trương Bộ Bằng đúng là một kẻ lập dị, vượt qua phạm vi suy nghĩ của chị. Nếu như chị gặp anh ta thì chắc chắn chị sẽ đưa anh ta đi học diễn xuất luôn đó. Chị nói anh ta không làm được, anh ta cũng muốn đi đóng vai xe ôm. Ba người bọn tôi nhìn anh ta, anh ta cứ đứng được ở ngã tư đó giống như cái cột, suốt 8 tiếng đồng hồ ngày đi làm. Nói vào trọng điểm đi được không? Dân dân. Như vậy mãi không được, tôi liền làm khách để cho anh ta làm xe ôm. Chị à, kỹ thuật lái xe của Trương Mộ Bằng có thể đưa người khác về chầu trời luôn đó. Tôi vừa móc điện thoại ra muốn gọi cho chị, anh ta liền hung dữ đi đến. Điện thoại của tôi bay đi luôn. Tôi lập tức đi nhặt điện thoại lại, thế nhưng còn hy vọng kết quả trực tiếp đến. Tôi giật mình, điện thoại dở dụng ra luôn. Trái tim nhỏ bé yếu đuối của tôi cũng nát bét tại chỗ luôn đó. Chị biết hay không? Sau đó thì, được rồi. Cậu nói lộn xộn quá, tôi không hiểu gì hết. Anh ta đã có thể khiến cho cậu lên chầu trời bất cứ lúc nào, thế mà cậu còn nghịch điện thoại được. Tôi nói cho cậu biết, cậu đáng đời thôi. Bây giờ đừng lảm nhảm với tôi nữa. Tôi làm việc đây, lát nữa về rồi nói. Anh nhìn trộm tôi. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, ai mà nhìn trộm cô? Ai? Ai với ai gì chứ? Thiệt tình à? Tôi đã nói gì? Chuyện gì đến cũng phải đến mà thôi. Đợi tôi một chút. Xin chào. Xin hỏi chỗ của anh có trọn bộ tiểu thuyết võ hiệp hay không? Có, cái này có trọn bộ. Là bản sưu tập hay sao? Đúng vậy, đây là bản sưu tập. Vậy tôi muốn mua cả bộ. Được rồi, bao nhiêu tiền? 346 tệ. 346 tệ, không cần trả lại đâu. 400 tệ, không cần trả, cảm ơn. Cô đi thông thả à? Bác Tài, đến đường Hải Loan bao nhiêu tiền? Cô gái, ngồi xe tôi đi. Tôi là người bản địa, anh ta là người ngoại tỉnh đó. Không biết đường đâu.
Mới đến hả? Ở đâu vậy? Tại sao trước đây không thấy cậu chứ? Từ đâu đến thế? Còn là xe mua lại nữa. Đúng vậy, cái xe này đã rách nát thế này rồi mà còn chạy nữa. Tôi nói này, người ngoài tỉnh, đến đường Hành Lâm bao nhiêu tiền? Đừng có hét giá linh tinh nha, đừng phá vỡ quy tắc ở đây. Cái xe của cậu là sao thế? Làm gì thế? Đánh nhau hay sao? Chuyện gì vậy? Các anh em lên. Khởi nghĩa à? Làm gì vậy? Sao nào? Không phục hay sao? Ý gì đây? Ý gì đây? Muốn đánh nhau hay sao? Cậu làm gì vậy? Không phải đánh nhau hả? Anh bạn à, sao nào? Bắt nạt người ngoại tỉnh hay sao? Ai bắt nạt cậu ta chứ? Đến đường Tân Hương không? Cậu ta không chở được. Được hay không tôi tự biết. Nào, cậu chở tôi đi. Cái xe nát mà cũng đi. Không thể hiểu nổi mà. Dừng lại. Sao vậy? Mau dừng lại đi. Lão La, anh nói xem, anh ta định làm gì thế? Thật là, anh ta làm quá lên thế, suýt nữa thì bị đánh rồi, chỉ toàn lãng phí thời gian. Chắc chắn là lãnh đạo có lý lẽ của mình. Đừng có nói bậy nữa, chúng ta phải nhanh chóng qua đó thôi, xem rốt cuộc có phải lừa đảo hay không. Cậu còn không nhận được đường mà còn làm ăn gì chứ? Đi sai đường rồi kìa. Nào lên đây, tôi chở cậu đi một đoạn. Lên đi. Trai à, đường không đúng. Đường này không đúng. Vừa nãy chủ khi tắt đường dữ dội, cho dù chạy đến tối chúng ta cũng không đến nơi. Cậu xuống trước đi. Xuống đi. Xuống đẩy đi. Anh bạn à, nếu cậu không yên tâm thì cứ cầm lấy cái túi này đi. Bên trong có đồ đó, cậu đừng có làm mất. Tôi đợi cậu ở bên trên được không? Cậu mau lên đi. Tôi đợi cậu ở bên trên. Cậu mau đuổi theo tôi nghe chưa? Tôi đi nha. Cảnh sát Trương. Lên xe. Cô cũng nhanh quá ha. Tất nhiên. Đi về phía bên kia. Được rồi, anh ngồi chắc nha. Được, túi để ở phía sau. Dừng ở đây. Cô lái xe chậm quá. Tôi... Alo, Lão La. Rõ, mời nói. Nghi phạm chạy về ngã rẽ đền thờ Cũ Lý. Các anh ở đó chặn hắn ta lại đi. Chúng tôi sẽ đến ngay. Đi. Là anh nặng quá thôi. Ngã rẽ đền thờ Cũ Lý. Cái lừa đảo có ở đó hay không? Thì mau qua đó xem đi. Nhanh lên. Đó là kẻ lừa đảo. Nhanh lên.
Người đâu? Người đâu? Đội trưởng Trương và Tiểu Tuyết đến rồi. Người đâu? Không biết. Tôi đến chặn hắn thì không thấy nữa đâu. Hắn biến mất rồi. Lạ quá đi mất. Sao lại thế chứ? Tôi theo sát lắm rồi. Tôi cũng luôn đi theo. Vậy mà lại mất dấu. Hắn không thể vô cớ biến mất được. Kỳ lạ quá đi. Vị trí này cũng đúng. Sao lại mất dấu được chứ? Lão La, vừa nãy các anh có nhìn thấy chiếc xe ô tô màu đỏ hay không hả? Có. Ở đâu? Nó đổ ở vị trí này. Đổ ở đây. Đúng vậy. Biển số xe là D94Z39. Cái này để tôi nghĩ đã. Chiếc xe máy ở trên xe ô tô đó. Xin chào, tôi là Trương Bộ Bằng của tổ phòng chống lừa đảo, giúp kiểm tra chiếc xe ô tô màu đỏ. Biển số xe là D94Z39. Vị trí nào chứ? Được, cảm ơn. Đường vành đai trên cao. Lối ra duy nhất của đường vành đai trên cao là phía đông đường hành lâm. Đi, nhanh lên. Lên xe. Ở đó. Ở đâu? Vừa qua. Phim được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Còn ngay ra làm gì? Giúp đỡ đi. Đừng gây thêm rắc rối nữa. Đã bắt được rồi. Đi. Thằng nhóc này được đấy. Nào, ngồi xổm ở đây. Cũng đưa tên kia đến đây. Ngồi xổm ở đây. Ngô Vũ à, đưa nước cho tôi. Nước chúng tôi uống. Thế nào, không sao chứ? Theo tuổi thì tôi phải gọi anh là anh của tôi. Anh chạy cũng nhanh quá ha. Tại sao lại bắt anh? Không cần tôi nói đúng hay không? Nhân chứng, vật chứng đều đủ. Chắc chắn là anh không tránh được chuyện này. Nhưng mà mức độ tính chất của chuyện này, thái độ bây giờ của anh có thể quyết định. Tôi cho anh một cơ hội này. Anh tự chọn đi. Không biết. Tôi không biết gì hết. Anh còn giả vờ phải không? Anh bị đánh vẫn chưa đủ hay sao? Có thể nói chuyện đàng hoàng một chút không? Tôi thấy anh là người thông minh. Tôi nói cho anh nghe, chúng ta đang làm gì chứ? Ôm hy vọng mong may hay sao? Tôi nói cho anh biết, ở trước mặt chứng cứ không ai chạy được. Đừng có đợi ở đây nữa. Đợi cái gì mà đợi? Đợi hắn đến cứu anh hay sao? Tôi nói cho anh biết, hắn không cứu được anh đâu. Chúng ta lớn thế này rồi, phải hiểu chút đạo lý, đúng không? Chúng ta chạy đến đâu làm gì thế? Chỉ có anh mới cứu được anh thôi. Đội trưởng Trương, tôi nói cho anh một chuyện. Có chuyện tan làm nói. Đội phòng chống lừa đảo làm án là người thẩm vấn tối phạm, không phải cảnh sát khai sáng cho tội phạm. Tôi nói có việc tan làm nói. Nào, anh nhìn tôi. Nhìn tôi đi. Nhìn đi. Anh không giúp tôi không sao. Anh mặc kệ bản thân cũng không sao. Tôi không quản anh. Anh cũng phải suy nghĩ cho vợ con anh ở nhà chứ, đúng không? Anh vào tù rồi họ phải làm sao? Chỉ có thái độ của anh tốt, tôi mới có thể xin cấp trên giảm hình phạt cho anh. Suy nghĩ cho vợ con của anh, suy nghĩ cho gia đình của anh đi. Vậy mới gọi là đàn ông, anh biết không? Tôi nói. Trong ngõ nhỏ phía đông quảng trường Huyền Thành, trong phòng trọ trong cùng. Trong con ngõ nhỏ phía đông quảng trường Huyền Thành, đó là khách sạn Truyền Thành. Không đúng. Đường Liễu Huyền bên cạnh, đi thẳng, rẽ trái 300m là đến. Đường Liễu Huyền đi thẳng, rẽ trái là đến. Đó là một khu dân cư.
Giả? Nói địa chỉ giả phải không? Anh còn dám nói địa chỉ giả nữa? Anh nói lại lần nữa đi. Anh đùa tôi đúng không? Đứng lên. Trông tôi dễ bắt nạt lắm hay sao? Tôi nói cho anh biết, anh nói hay không tôi vẫn bắt được hắn. Nhưng mà anh thì xong đời rồi, hiểu chưa? Anh có biết đây gọi là gì không? Đây gọi là cản trở người thi hành công vụ đó. Cung cấp lời khai giả, làm lệch hướng điều tra, tội còn nặng hơn bao che. Tôi còn bảo anh về nhà gặp vợ con anh cơ. Tôi nói cho anh biết, đừng có nghĩ đến nữa. Đưa đi, không hỏi nữa. Đi. Cho cậu cơ hội cậu không nắm lấy. Cậu muốn ở trong đó phải không? Cậu mặc kệ mẹ của cậu đúng hay không? Mặc kệ vợ con cậu chứ gì? Tôi nói. Nhớ nhầm, vừa nãy tôi nghe nhầm hả? Tôi nói hết mà. Đi. Ở phía nam đường Minh Dương Tây, rẽ trái ở đèn xanh đèn đỏ thứ ba, qua cầu Tam Nguyên, rẽ rồi đi khoảng 200 mét là đến. Tiến lên trước từ tảng đá 200 mét đúng hay không? Đó là nơi nào? Có một người sửa xe. Người sửa xe? Người đó bao nhiêu tuổi hả? Một ông già. Có vẻ như lần này cậu ta nói thật đó. Được, đi. Đưa họ lên trên xe. Đứng dậy đi. Lão Trương, kế hoạch của anh thật sự quá chặt chẽ, không có sơ hở nào hết. Phá hủy một ổ nhóm lừa đảo lớn như vậy trong chốc lát. Đúng vậy, kế hoạch này quá tuyệt vời luôn đó. Đúng rồi, buổi sáng hôm nay anh thẩm vấn tên lừa đảo đó 2 lần. Thật sự là cứ như người khác, làm tôi chấn động lắm luôn. Anh diễn xuất giỏi quá luôn đó, phải không Trần Tuyết? Lúc đó tôi sợ hết hồn luôn. Lúc đó khi chúng ta sắp xếp, tôi còn nghi ngờ anh có làm được xe ôm hay không. Không ngờ đến cuối cùng mấy kẻ lừa đảo đó lại mắc bẫy thật chứ. Mấy ông xe ôm đó ép buộc anh có phải là cũng là một trong kế hoạch của anh hay không? Cứ coi là thế đi. Chúng ta là đồng nghiệp với nhau, anh phải sớm nói kế hoạch của anh với chúng tôi, như vậy chúng ta mới dễ hợp tác với nhau. Đúng vậy. Là thế này, tôi vừa mới vào tổ phòng chống tội phạm lừa đảo, vẫn chưa thân với mọi người, cũng không tin tưởng lẫn nhau. Tôi thấy cậu còn khá trẻ, tôi sợ cậu sẽ sốc nổi, cho nên tôi không nói. Cậu đừng có để bụng nha. Cảnh sát Lâm, tôi đã nói hết mọi chuyện rồi. Cô có còn nhớ trước đây cô có một khách hàng tên là Lâm Kỳ hay không? Có người như vậy. Anh ta có liên quan đến vụ án này hay sao? Cô chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi. Hắn là khách hàng chính của tôi, người khá là tốt, cũng rất chu đáo với tôi. Mà hơn nữa, cách hắn đối xử với tôi cũng rất đặc biệt. Đặc biệt? Đặc biệt là sao? Tuổi của hắn có thể là bố của cô đó. Sao cô có thể? Lúc đó tôi chỉ cần biết có đưa tiền không, cũng không quan tâm đến tuổi tác gia thế. Nhưng mà hắn thực sự là người tốt. Dân, ai cho cô tiền thì là người tốt. Không phải như vậy đâu. Lâm Kỳ không chỉ cho tôi tiền. Vậy chứ còn cái gì? Còn có một thứ rất quan trọng. Cô đừng có nói vòng vo với tôi. Nói thẳng đi. Là lời khuyên. Nhưng mà lúc đó tôi không để ý. Năm đó hắn bảo tôi qua đó, cô chỉ bảo tôi tạo dáng rồi cho hắn vẽ tôi, còn luôn khuyên tôi đổi ngành đi. Lúc đó hắn còn nói có thể tài trợ cho tôi chút tiền để tôi buôn bán. Lúc đó thì trong lòng của tôi thấy nực cười lắm. Sao lại có người ngốc nghếch như vậy chứ? Đúng thật là rất ngốc.
Sao cái cửa này lại mở như vậy? Gương chiếu hậu đâu? Gương chiếu hậu của tôi đâu? Gương chiếu hậu đâu rồi? Có thể khi lên xe không cẩn thận làm vỡ rồi. Phải làm sao đây? Cô đừng, cái này có thể lắp lại được mà. Lắp thế nào chứ? Đằng sau có dán tranh vẽ mẹ tôi. Mẹ của cô. Dada vẽ cho tôi đó. Làm sao bây giờ? Lần này Mộ Bằng dẫn dắt chúng ta phá vụ án này tuyệt vời lắm. Lúc trước tôi còn hiểu nhầm anh ấy, thấy anh ấy không làm được, không ngờ anh ấy cũng có năng lực đấy. Tất nhiên đội trưởng Lâm, nhớ quá đi, nhớ mọi người quá đi. Nào nào, bỏ ra, nhóc con mới làm với người khác mấy ngày sao mà sở thích cũng thay đổi thế. Lão La, bên anh thế nào rồi? Báo cáo đội trưởng Lâm, đội trưởng Chữ, nhiệm vụ hoàn thành. Cơ mà cậu Tiểu Trương, cảnh sát trưởng, đúng là có năng lực. Tình hình của hai lãnh đạo thế nào rồi? Xong rồi. Được, lần này chúng ta đã giành được thắng lợi lớn. Đi thôi, đi vào rồi nói. Đi. Được rồi, đừng nhìn người ta nữa. Đừng có nhìn nữa mà, đi mau. Tiểu Tuyết, Mộ Bằng nhanh lên. Đội trưởng Lâm, đội trưởng Chữ về rồi. Bước về phía trước nào. Đội của chúng ta càng chiến đấu càng dũng mãnh, phá được hai vụ án trong chốc lát. Tuyết Nhi về rồi hay sao? Đội trưởng Chữ à, đội trưởng Lâm, hai người về rồi. Cô làm sao vậy Tiểu Tuyết? Vừa nãy cô vẫn ổn mà. Không sao, đau dạ dày thôi. Không đúng. Có phải đồng chí mới đến phê bình đồng chí cũ hay không vậy? Tôi không phạm lỗi anh ấy. Đội trưởng Lâm về rồi, cậu vất vả rồi. Lão Trương, anh chọc giận cô ấy thế nào vậy? Đồng chí Tiểu Ngô được đấy, anh mới đi mấy ngày mà cậu đã bắt đầu gọi người ta là Tiểu Trương rồi. Hai hôm trước là ai kéo tay áo tôi, cứ muốn tôi... Ừ, đội trưởng Lâm, chuyện này anh đừng có nói nữa mà. Lúc đó tôi có chút võ đoán. Lão Trương à, Lão Trương, rốt cuộc là anh chọc giận chị ấy thế nào vậy? Không có gì đâu, chỉ là chút chuyện riêng thôi. Chuyện riêng? Hai người thì có chuyện riêng gì được. Cô Vũ à, sao chỗ nào cũng có mặt cậu thế? Đi làm việc của mình đi. Tôi nói này Lão Trương, tôi nói với cậu, tôi cho cậu một chiêu. Chỉ cần cậu chọc giận cái bà cô này thôi thì chiêu này rất có hiệu quả đó. Thế này đi, hôm chủ nhật cậu đưa Dada đi công viên giải trí. Dada muốn gì cậu mua cái đó. Chiêu này chuẩn cực kỳ. Gì chứ? Anh tưởng Dada cái gì cũng để mắt đến hay sao? Nó khó tính lắm đấy. Lần trước vì muốn nó thơm anh một cái, ôm nó xoay mấy vòng. Anh nói đi, đi công tác về sẽ mua quà cho nó. Quà đâu? Ừ thì bây giờ quà. Dada lớn như vậy rồi, tôi đâu có biết nó thích cái gì đâu. Lần sau đi. Thôi đi, anh lừa nó bao nhiêu lần rồi. Không đúng nha. Có quà. Nhưng mà không phải của Dada. Đội trưởng Lâm, quà đâu? Đội trưởng Lâm à, quà đâu? Mang ra đây. Không phải đâu. Anh nói bừa gì vậy? Tôi nói bừa. Nào mọi người trật tự đi. Hai vụ án đã kết thúc rồi, chúng ta mở cuộc họp tổng kết đi. Trước khi vào họp, tôi xin giới thiệu đồng nghiệp mới Trương Bộ Bằng. Đội trưởng Chữ đã giỏi ăn nói như vậy, anh là anh nói đi.
Rõ ràng cô đang tấn công trả thù mà. Lãnh đạo đang sắp xếp công việc, nhanh lên. Được, giới thiệu thì giới thiệu. Mọi người, thật ra mọi người đều biết rõ người này. Đây là cảnh sát nổi tiếng ở sở cảnh sát, đồng chí Trương Mộ Bằng. Lúc đó đồng chí Trương Mộ Bằng là đàn em ở trường cảnh sát. Cậu ấy có một sở trường, còn là sở trường giống với đội trưởng Lâm đây, khiến cho tôi ấn tượng sâu sắc. Sở trường gì chứ? Đó là thi rất giỏi. Cho dù là thi gì đi nữa, thi môn nào cũng đứng đầu môn đó. Môn nào đứng đầu môn đó? Sao có thể gọi là thi rất giỏi chứ? Đó là do người ta có năng lực thôi. Đại Minh, Tiểu Tuyết nói câu này rất đúng. Tôi thấy câu này có lý đó. Lần nào cũng đứng đầu chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Bình thường không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Không phải Lão La, bình thường tôi không biết. Dù sao ở trường tôi cũng không phải là sinh viên tốt. Bình thường cũng không đến thư viện, phòng học gì đó. Tôi cũng không có cơ hội gặp kiểu sinh viên giỏi đó. Ở khóa của chúng tôi, đó là đội trưởng Lâm, Đông Phương Bất Bại. Khóa sau chúng tôi chính là bạn học Trương Mộ Bằng. Và tất cả các bạn học của chúng ta đã đặc biệt danh cho đồng chí Trương Mộ Bằng. Đó chính là Lâm Chi Nam, phiên bản Nam. Cái gì vậy chứ? Hai người họ hợp với nhau quá. Hợp cái gì mà hợp? Chị nói hợp là hợp hay sao? Hai chúng tôi mới hợp với nhau mà. Dừng lại đi. Đang diễn hài hay sao? Mau lại đây hợp đi. Được. Alo. Được được. À, xin lỗi, đội trưởng Lâm à, tôi có việc, đi trước nha. Không phải chứ, tại sao lại như vậy nữa? Hợp rồi, chữ Quang Minh. Về ngay mà. Cái cậu này, về nhanh lên. Thằng khốn này, giở trò lưu manh giữa ban ngày ban mặt. Coi trời bằng cái dung à. Cứ tưởng nhà có người làm cảnh sát là giỏi lắm hay sao? Tôi không tin chúng ta không dạy dỗ được cậu. Anh trai à, cậu là ai vậy? Có gì bình tĩnh nói, đừng nóng. Cậu là ai? Tôi là người giám hộ của Tần Lãng. Cậu là cậu cảnh sát kia đúng không? Đúng, tôi là cậu cảnh sát kia. Vậy cậu nói đi, chuyện này phải làm thế nào đây? Thế này đi, chúng ta đừng có kích động quá. Hiệu trưởng đang ở đây mà. Chúng ta xem hiệu trưởng nói thế nào được không? Mọi người nghe tôi nói một câu đi. Hai bên đều phải giữ bình tĩnh. Chỉ có giữ bình tĩnh mới có thể giải quyết vấn đề dễ hơn. Đúng vậy, chúng ta đều bình tĩnh được không? Cậu nói vậy hay ho lắm. Con gái anh bị bắt nạt, anh cũng nói như vậy hay sao? Nói nhỏ thôi, lời này truyền ra ngoài dễ nghe lắm hay sao? Không phải chúng tôi cố ý làm khó thằng bé, nhưng mà con trai của nhà anh văn hóa đúng là thấp quá đi. Khi học thể dục, nó lại hôn điềm điềm về chúng tôi trước mặt giáo viên và các bạn. Đã lớn thế này rồi, đã học cấp 3 rồi. Sau này chúng tôi... Được rồi, đừng nói lý cho anh ta nữa. Tôi thấy phải để cho thằng nhóc này ăn cơm tù, nó mới sợ. Ba, đừng sợ, có ba ở đây. Anh trai, anh nói câu này hơi quá đáng thì phải. Tôi có thể nhìn ra anh rất thương Điềm Điềm. Là phụ huynh tôi cũng rất hiểu tâm trạng của anh. Hôm nay hai nhà đều đến rồi, chúng ta nói chuyện rõ ràng, giải quyết vấn đề một cách có lý trí. Và chúng tôi nhất định sẽ bày tỏ thái độ. Được rồi, tôi không nói chuyện với phụ nữ. Chúng tôi đang nói về chuyện này mà. Còn là trước mặt hiệu trưởng phải không? Câu nào chúng tôi nói cũng là sự thật hết, cũng không thể bịa ra được. Thế này đi anh trai, tôi là đàn ông, tôi nói với anh được không? Vậy thì anh nói đi, chuyện này phải làm sao? Chắc chắn là nhà chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Bây giờ chỉ xem nhà các anh có yêu cầu gì thôi. Anh nói tôi lừa đảo anh sao? Còn xem chúng tôi có yêu cầu gì nữa. Tôi nói cho anh biết, sự thật rõ ràng thằng nhóc này giở trò lưu manh. Chắc không giở trò lưu manh mà. Mày nói gì? Mày nói lại lần nữa coi. Chưa được phép, nhất định là giở trò lưu manh rồi. Nhưng mà Điềm Điềm thích cháu, muốn cháu hôn cậu ấy mà. Cháu chỉ thỏa mãn một nguyện vọng của cậu ấy thôi. Vậy nên cháu không giở trò lưu manh. Bình tĩnh. Cháu không giở trò lưu manh mà. Cái thằng nhóc này. Thằng nhóc này. Thiệt tình. Anh cười cái gì? Em vô lý thế. Em cũng cười còn gì. Thằng nhóc này được đấy. Càng ngày càng giỏi rồi. Cũng được thôi. Mẹ hỏi con, có phải nghĩ lần nào xảy ra vấn đề đều chắc chắn có người đứng ra giải quyết cho con hay không? Cũng không phải như vậy. Vậy thì là gì? Dù sao con cũng không giở trò lưu manh mà. Đúng vậy, sao có thể nói chuyện này là giở trò lưu manh được? Được, vậy chuyện này cũng không đến lượt em ra mặt. Anh nghĩ cách đối phó đi. Theo anh thì phải giữ một nguyên tắc, cúi đầu nhận lỗi. Không phải, sao phải như vậy chứ? Nghe bà nói hết. Chúng ta phải giữ một mối quan hệ tốt đẹp với nhà người ta. Chẳng may 15 năm sau
Điềm Điềm nhà người ta trở thành vợ của Tần Lãng, vậy chẳng phải chúng ta trở thành thông gia với gia đình kỳ lạ kia hay sao? Anh cũng muốn trở thành thông gia với anh ta. Vậy thì anh tự đi đi. Em lần sau, bây giờ nghỉ ngơi đi. Nhìn anh nè. Đi. Hiệu trưởng à, em xin lỗi, em không nên làm như vậy ở trường. Sau này em sẽ không phạm phải nữa. Cô chú, cháu xin lỗi, cháu biết sai rồi. Lúc trước làm gì mà bây giờ mới nhận lỗi như vậy? Đúng là ngứa. Cậu có thôi đi hay không? Còn thỏa mãn một nguyện vọng của Điềm Điềm, con nhìn ra bằng con mắt nào? Mà giỡn trò lưu manh, nói năng bậy bạ, còn hôn một bạn nữ trước mặt giáo viên và nhiều học sinh như vậy. Con đã nghĩ đến hậu quả, ảnh hưởng của đó chưa? Đây là phạm pháp, còn nói bậy một câu nữa đi. Đây là Trung Quốc, không phải Mỹ. Anh nói ai thế? Tôi nói Tần Lãng mà. Tôi không nghe ra. Tại sao anh lại không nghe ra? Tôi đang nghiêm túc phê bình nó. Tôi nói nè anh trai, tôi nói cũng nói rồi, mắng cũng mắng rồi. Về nhà tôi sẽ đánh nó. Thằng bé này phải đánh cho thật mạnh, có phải không? Tôi nói anh biết, cũng như đang ở trường học, nếu không ở trường học, bây giờ tôi sẽ tát nó một cái vô miệng. Trúc giận cho anh, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chúng ta đều là phụ huynh với nhau, chuyện này cũng không dễ dàng gì. Sau này bị đồn ra ngoài, để người ta bàn tán cũng không tốt. Tôi thấy anh cũng là đàn ông đích thực. Thế này đi, chúng ta nói thẳng luôn được không? Dĩ hòa vi quý với nhau. Được không? Hai bên đã muốn giải hòa như vậy, vậy là tốt. Dù sao cũng ở trường học, đều phải tuân thủ quy tắc của trường học, không có lần sau nữa. Dân dân. Đương nhiên rồi. Mau cảm ơn hiệu trưởng, cảm ơn anh trai đi. Cảm ơn hiệu trưởng, cảm ơn anh trai. À không, cảm ơn chú, cảm ơn anh. Cảm ơn, cảm ơn. Đi thôi. Alo, ai vậy? Châu Vũ hả? Ôi, cảnh sát Ngô. Có chuyện gì không? Thì cậu nói đi. Việc này đã sớm nằm trong dự đoán của chúng tôi. Ừ. Không cần xin lỗi. Không sao, không sao. Không sao. Có thời gian thì đến nhà ăn cơm đi. Được rồi. Phải ăn quả quả nè. Bà ơi, cho tôi một cái ôm nào. Ông làm gì vậy? Chuyện vui lớn. Cảnh sát Ngô gọi điện đến, nói vụ án của Ngải Giang hoàn toàn được phá rồi. Không những xóa bỏ nghi ngờ của tôi, bức ảnh của tôi cung cấp còn khiến đã giúp đỡ rất nhiều cho vụ án nữa. Hôn một cái nào. Trời ơi, thật sự là quá tốt rồi. Xong rồi. Ba con lại lên cơn. Khung cảnh không nho nhã bị con gái nhìn thấy. Tiểu Nam, cảnh sát Ngô gọi điện đến, nói là vụ án của Ngải Giang hoàn toàn được phá. Ba không những không bị nghi ngờ gì hết mà còn lập công nữa. Bức ảnh ba cung cấp có tác dụng rất lớn với việc phá án. Tiểu Nam, bình thường ba con yêu con thế nào, thương con thế nào, nhưng mà đến lúc quan trọng, con vì đại nghĩa diệt thân lại nghi ngờ ba của con. Được lắm đó. Con làm gì vậy? Bỏ ra. Bỏ ba ra. Ba vẫn chưa nói xong với con đâu. Cũng may ba của con khoan dung độ lượng. Cũng may ba của con bỏ ngoài hiềm khích cũ. Nếu như không thì ba kiện các con bôi nhọ nhân cách của ba, phá hoại danh dự của ba. Ba nhảy cầu thì phải tìm ai? Được rồi, được rồi. Lại còn nói lý nữa chứ. Mau bỏ ra đi, con không buông. Bà xã, cơ mà trong quá trình này tôi phát hiện ra một cậu thanh niên rất ổn đó. Là ai vậy? Cảnh sát Ngô. Thằng bé này học rộng biết nhiều, lễ phép, thấu hiểu lòng người. Cho dù cô ấy kém con mấy tuổi, nhưng mà cô có thể suy nghĩ lại mà. Thôi được rồi, không suy nghĩ đến nó nữa. Thằng nhóc xấu xa này, từ đây về sau thằng nhóc này đừng bao giờ nghĩ đến việc vào nhà của nhà chúng ta đi. Đừng bao giờ nghĩ tới. Ai vậy?
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay. Chào chú Lâm, đến thì đến, sao lại mua nhiều đồ quá vậy? Đội trưởng Lâm à, cháu khách sáo quá. Chào cô, cháu bạo muội đến cũng không hay, nên mang chút đồ đến cho cô chú, mong cô chú nhận cho. Cháu khách sáo quá. À cô ơi, cháu phải lần trước cô làm dở một cái cốc sao? Cháu đã mua cái mới cho cô, giống hệt cái của cô luôn. Cháu đã tìm hiểu rất kỹ về dụng cụ pha trà. Ờ à, đúng vậy. Trời ơi, cháu chu đáo quá à.